cá cờ, nước như ai nấu, chết cả cá cờ. Yeah. Ừ, to nhớ. Ủa, thêm vào, thêm vào. Mà đó là toàn nước này. Cá, cá đâu? Thông đít, thông đít. Sao mình nhìn ra vị đấy? Chả thấy hiện tượng gì của gấu này. Ra rồi. Đấy, ra đấy, ra đấy. Ra rồi, đấy. Ui, ui. Ôi, à, đấy, ôi, ôi, cái này mới đủ gia vị nhiều này. Đúng con này luôn này. Đấy, con này này. Nó tịt luôn. Ui, đấy, con này là thuốc ấy. Đúng rồi, đoạn đi. Em đoạn này nhá. Em đoạn này thử nhá. Chú, làm đoạn. Xin chào tất cả các bạn nhá. Đang quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hiện giờ thì mình đang ở trong bản của người Tày. Nhà em Ước. Đấy. Tối nay thì mình sẽ đi cùng em Ước đi bắt trạch bắt lươn đấy. Nói chung là mò cua bắt ốc đấy. Nhớ lại cảnh ngày xưa. Bây giờ thì anh em cùng mình đi ra ruộng nhá. Đấy, làm cái vợt tỏ đoành đấy. Nhặt về cua bé này, nhặt về cho gà trọi. Gà trọi đâu, cua đâu? Ui, nhiều cua thế. Đây 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 đây. Đây con đây đây đây. Đây nặn nặn mùn rồi. Đấy. Đây đây đây. Ui, cua nhiều lắm anh em. Ui, cá cá này, cá này. Hớt 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 luôn. Cá này cá cờ, cá cờ. Cá này nhiều nơi. Cá tí nữa về là làm kiểu gì? Hả? Con này con cái. Con đực nó đẹp lắm. Lại tí về làm kiểu gì? Ui, cua cua to kìa, cua to kìa. Ui. Ui, con nhỏ cua nhỏ quá, thả ra Ước ạ. Không, bắt nó tận diệt quá. Không, đây nhiều lắm. Đây là hả? Nó hay chui vào. Chui vào mương ấy. Chui vào mương nó làm hỏng hỏng mương á. Mương này nó đục mương bị hỏng ấy. Ừ. Đâu chạy đâu. Lươn này. Đâu đâu. Lươn đây này. Ừ ừ ừ, hớt hớt. Ui, lươn này nhá. Nào hớt 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 của tỏi ấy. Hớt hớt đi em. Con lươn hớt khó hết đấy. Ui ui ui, kia. Xúc đi, xúc đâu nữa. Đây. Kia hớt luôn. Ui, xuống rồi. Ôi cái thằng. Ừ. Ý. Chạch con. Nhiều cá cờ nhiều. Đây ruộng nhà em mà. Hả? Khu này còn ruộng nhà em thôi. Đây á. Ừ. Ruộng mày rộng thế á? Nhiều lắm. Cả ui giời, đây có con lươn nó vừa ngóc đầu. Đây này, đây. Đây này, đầu nó rồi. Đúng là cái kia dưới kia. Lâu lắm rồi không lội ruộng. Rô rô phi kìa. Đấy, đấy, đấy. Rô phi nhiều lắm anh nhỉ. Ừ. Ôi bỏ mẹ mày, vừa ngay mày có nhìn thấy con cá chê đây không? Đây, 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 đây em ơi. Ui, cá nhiều thế. Ui, chỗ này nhiều cá thế. Chạch to đây. Đâu, đâu, ừ, chạch. Đây, hớt đi, hớt đi. Hớt luôn. Xúc vào. Ông, chụp phát là nó bay luôn. Làm gì? Xúc. Đấy, có thế thôi. Đơn giản. Ừ. Cua lắm thế nhỉ. Thôi, thả, 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 thả. Bắt, 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 bắt thôi. Mấy em trạch nhỉ. Anh ở đây có hai con. Thôi 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 thôi. Đó. Mặt thế mà. Ừ. Đấy. Nhiều phết rồi đấy. Bên này cũng có đầy này. Hả? Ừ. Đâu đâu đâu. Bắt 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 bắt. Hớt luôn, hớt luôn, hớt luôn. Không, hớt. Anh cầm xô cái này nó đủ nhá. Ờ. Đủ nó ra hết đấy. Đây, đây. Loài này đủ ra, bắt được đi. Ừ. Con này không chạy thoát. Con này là không chạy thoát rồi.
Cẩn thận, cẩn thận, úi rơi giờ. Ủa leo ác rồi. Có cả ai đi soi ở kia? Ừ. Cũng đi soi à? Nhiều người soi chứ nhỉ? Bên kia có mấy người soi à? Tươi rói rói thật nha. Được được nhiều. Ngon đấy. Lâu lắm rồi nha các bạn nhé. Thắng là chưa đi làm cái trò bắt cua bắt hến này. Này, chân lấm bùn hết rồi. Bèo nữa. Ui dồi, sâu lắm. Ui dồi, sâu lắm các bạn. Ruộng này. Ruộng sâu này cơ mà. Đấy. Tay bắt này rất chuyên nghiệp. Rất là chuyên nghiệp luôn đấy. Còn không? Ở đấy, đấy, đấy. Ngon luôn, thơm. Tí nữa về cho mẻ vào xong là cuốn lá chuối hoặc là cho vào ống tre. Làm. Cơm chưa? Chưa. Cơm cháo gì đâu. Vợ anh đi bây giờ ở nhà mình tuần này. Ôi. Bắt 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 bắt. Con này mới đẹp này. Ừ, con này. Con này thả vào bể đi không? Cá cờ. Nước như ai nấu, chết cả cá cờ. Cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Cứ để đấy, mày cầm thôi đi. Cầm chỉ sợ rơi. Nhiều phết rồi nhỉ. Bắt nhanh phết đấy các bạn. Mới được có khoảng 30 phút thôi mà nhiều thật. Con này mới to. Thấy không? To nhỉ. Chia lai à? Con chia ta. Đâu? Ờ, cá chê. Cá cờ trên này. Ruộng này như thế mà bùn sâu ghê nhỉ. Đây này, nó ở khu giữa này này, vừa ngay đây này. Chân mày ấy. Không biết được rồi, vừa ngay loang quăng đây. Đây đây. Con này bé quá. Làm luôn. Không được à? Được. Con này bé. À, trời tối om. Ếch kêu rất nhiều nhá. Ếch kêu nhiều nhờ. Thôi về đi. Cả cá, cá, ui, cá đồng đông à? Đồng đông cân cấn à? Ừ. Phải không? Phải. Đồng đông cân cấn thì hiếm lắm đấy. Mẹ em vừa vớt ở dưới này. Phải không? Phải mà. Ờ, cá này cá hiếm lắm rồi. Đồng đong cân cấn. Ngày xưa anh bé đi câu ghét nhất cái loại này luôn. Nhưng họ bảo là cái loại này là thuốc đấy. Ăn hết là thuốc mà. Bây giờ nó hiếm rồi. À, ngày xưa toàn bắt cho vịt. Đi chơi. Trước ruộng là họ phun nhưng mà tiểu thuốc em là họ không phun thuốc đâu. À, đây là không không cho phun thuốc phải không? Không cho phun thuốc. Làng du lịch phải không? Vâng. Ừ. Được cân không? Đổ ra chậu đi. Chưa mới đây. Lọc đá, lọc đá. Không cần. Ui. Ok ok ok. Đưa em rửa này. Rửa tráng 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 phát nữa đi. Nhiều bùn lắm. Dưới đất anh à. Mấy cái coi đi. Ờ, cho lưa sang. Cho lưa vào đây. Con này được cân. Cẩn thận, cẩn thận. To nhỉ. Ui, thế nó nhảy mất gì đấy luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Úi dồi. Nhiều nha. Ủa, bỏ cua sang bên này. Bật, bật đèn đây, mở đèn rồi. Ừ. Ờ.
Đây, cá đồng đồng cân cấn này, một loại này ngày xưa này. Loại hiếm lắm này, bây giờ hiếm lắm đây này. Loại này. Bây giờ tuyệt chủng mới ra cái loại đồng đồng cân cấn này. Trên chú em có nhiều mà. Đây con chê này. Chê tai. Định làm món món gì đây? Như nào đây? Nướng lên này. Nướng này là pho lên. Cho vào lá chuối đây. Mổ con này đi nhỉ? Cần gì? Không mổ đâu. Kệ, ăn luôn cả ruột đấy. Wow. Thế bây giờ cho. Cái này bây giờ gọi sạch đấy, phải không? Chuẩn đấy, phải không? Cái này bây giờ cho muối vào để cho nó hết cái trơn đi gì? À, ok. Cho đâu một nắm muối được. Anh kể lại sao vấn đề nhá. Sao mà nhảy lên tới rồi. Ui, ác lắm, anh em à. Kinh lắm. Cho thêm ủa, 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 ủa. Cho hẳn một bát. Thêm vào, thêm vào, thêm vào. Không ăn muối cái rồi. Nhiều vào, thoải mái đi. Chết rồi, đấy, chết rồi. Chết hết rồi. Chết hết rồi. Wow. Cho nó, đây bây giờ chạch đồng đấy. Anh em bắt đi bắt bằng thật đấy. Bóp đi, bóp cho hết cái nhớt luôn đi. Khoảng gần 2 tiếng. Đánh nhặt mấy con cá kia ra. Không có sợ mà, không sợ. Nó trơn cùng. Cái này cho hết trơn phải không? Đấy, hết nhớt luôn hả? Hết nhớt luôn. Mình cho nó nóng vào, nó ấm vào nó chết nhưng mà nó lại thịt nó không ngon. Thịt mở mà. Đúng rồi. Nó chín thịt rồi. Có rau thơm rau riếc nữa vào, thái vào. Cái này có rau thơm gì không? Cái này rau rau răm đúng rồi đấy, rau răm mới ít xả. Cho ớt nữa nhỉ? Rượu canh cho mấy miếng ớt vào. Rồi anh ra cho vào đi. Cho vào cái này này. Rau muối thế rồi. Bây giờ cho vào đây, cho thùng bao nhiêu? Đây. Rau răm với em thấy. Thái rau răm nhé. Con dao hơi hoàn cảnh, cái thớt hơi hoàn cảnh đi nhé. Thớt to em có. Gừng nữa à? Cho gừng không anh? Cho, càng thơm. Càng nhiều rau thơm càng ấy. Đây là cây húng vịt nhé. Quên không để lại một cái lá cho mọi người xem. Đây là. Đấy. Nhà cây này, gì có mà. Cây này thơm, tuyệt vọng luôn, thơm lắm. Cây này đường rẽ sang bên đấy nhiều lắm. Bãi luôn. Đường rẽ từ đây sang bên chỗ ủy ban đấy. Có cái đường xiên. Nhưng mà có một loại là dại thôi. Một loại dại là nó hắc hơn, nó không thơm. Gừng thái lát ra. Đấy. Gừng thái lát rồi nha. Thái mấy cái lá gừng kia thái hết vào, vụn nhỏ ra càng ngon. Tí nhét vào tí dưới cung thôi nhỉ anh nhỉ. Sao ông lấy cái ống ở trong chỗ này tiếp đến đi này không hơn à? Ngậy.
Được rồi đấy, được rồi đó, được rồi đó. Tầm này được rồi. Ừ. Trộn vào đây. Trộn vào đây xong rồi đổ vào. À thôi. Cứ đổ đổ vào đi. Cho một lớp ở dưới trước. Rồi. Để cho chanh vào. Món này chưa làm bao giờ nhưng mà sẽ ngon. Cho lươn to kia vào trước đi. Cho lươn to vào trước đi, không tí nó ở trên này. Nó dậy, đây, con lươn to. Đấy. Dốc xuống, dốc xuống. Đó. Nó còn không vào ấy. Thấy chưa? Không phải tí nữa. Được chưa? Một ống này chắc cũng đủ nhỉ anh nhỉ? Ừ. Lửa vào bé thôi anh ạ. Hả? Lửa to đây. To, bật lửa to vào. Xoay đi. Cho nó om thôi. Hả? Phải xoay đi. Ui. Đấy, ok. Xong rồi đổ nhỉ? Cái này đằng trên này nặng hơn là thế nào? Được. Thế thôi nhỉ? Thẳng lên được mà. Ôi. Ôi. Mì nhá, sắp chín rồi đấy. Thơm lắm. Ừ. Chạch nướng ở ống tre. Đấy. Tuyệt vời. Sắp chín rồi. Chín chưa? Cái ống ngắn này. Được rồi, bốc khói mạnh thế là đúng rồi đấy. Chuẩn đấy. Khói ngùn ngút lên như thủy điện Hòa Bình như thế. Đấy. Đó là toàn nước này. Cá đâu? Thốc đít, cho mình nhìn ra vị đấy. Từ từ, toàn đi ra vị ra này. Ui, cẩn thận cái rẻ kia vào. Không rẻ nó sạch mà. Chứ anh nhét à? Ừ. Nhồi mà. Nhồi vào chứ. Chắc là anh ấy nhồi ác. Gõ xuống cái mâm này được mà. Dốc mạnh vào nào. Bỏ cốc bỏ. Chả thấy hiện tượng gì của gấu này. Ra rồi. Đấy, ra đấy, ra đấy. Ra rồi, đấy. Ui, ui, ui. Ui rồi. Nhồi ác quá. Ai da. Nó ngồi thế. Quá tuyệt vời luôn. Ui rồi, ui rồi. Tuyệt vọng luôn. Nhìn. Chín được tuyệt vời. Đấy. Bỏ cái ngọn xả ra. Cho nó đẹp. Đấy. Con này vẫn còn sống nào này. Thử trước đi nhỉ. Ừ. Trường ấy đi. Để nha, thử trước con này xem. Để anh làm nốt cái này. Thử con này phát lại nha. Ngon lắm. Ngon rồi nào. Ngon. Chấm chanh. Đấy, cho cả vắt chanh vào. Chú ơi, ra uống bia đi chú ơi. Làm mấy chấm chanh đi. Quay đấy thử. Ăn rồi hả? Ừ, ruột hơi đắng đắng. Nó có sạn không? Hả? Có sạn không? Không, chả sạn riết gì cả. Nó chỉ đắng thôi. Ba cốc hả? Bia. Bốn cốc mà. Đấy, bia đây, bia. Làm bia nó đỡ tanh. Ừ. Ăn đi chú, cho đỡ nóng. À, cho đỡ nguội. Cái loại này nó phải ăn nóng mới ngon. Cái này thịt à? Đây không, bơm bia đổ kiểu gì này, ước hỏng rồi à, gãy rồi à? Làm còn đấy nhá.
nét đi. Ơ, gì ta? Ừ, thế đổ đấy thôi. Này, cá rô phi, cá đồng đồng rồi. Đồng đồng cân cân nhé. Đó. Đó. Ôi mẹ, rô phi này ăn sạn mẹ. Rô phi này ăn sạn lắm. Rô phi là sao sạn hơn. Hả? Rô phi nó ăn bùn đấy. Ừ. Ở đây nó chung cá sạch mà. Đói quá. Phun thuốc rồi nên là yên tâm. Nếu mà chỗ nào phun đi thuốc thì phun đi thuốc. Đầu của con trạch là nó sạn. Bây giờ dưới xuôi giờ làm gì còn nữa, hiếm lắm mà. Phun thuốc là nó... Nè, chú ơi. Nào, cháu mời chú ấy. Nếu phun thuốc chết. Làm tí bia cho nó đỡ đanh. Nào ước ơi. Để ống kia đấy tí. Ờ, đây có ống này rồi, cứ ăn tí nữa ống kia ra vừa ngon. Rồi, em ăn nhá. À. Ui, đang khát nước. Sướng thế. À. Để em thử đã. Làm con đi chú. Vâng, đấy. Nhưng mà nhìn nó cũng không có vị mà rồi. Nhìn nó trắng trắng phải không? Nhìn nó không nhìn nó cái ta tái cái gì em bảo. Tái đâu, ôi dồi, nó ngon này, đang thơm, thơm này mà. Ừ, cá dòng. Ừ. Ừ, cũng được mà nhỉ. Ừ. Mình cho gia vị đủ mà. Ngon lắm. Ừ, thịt nó rất là ngọt nha nhỉ. Ừ. Dai nó có vị thơm của sả nhá. Ừ. Sả đây. Rau răm. Làm gừng. Con đấy nữa, còn con cá chê nữa. Cá chê sợ chín chưa to này không? Hả? Chín rồi. Chín rồi. Đỏ. Không. Đảm bảo nhé. Chê đồng nhân lâu lắm rồi không ăn cái loại này. Thịt nó lạ nhỉ? Ừ. Ăn dai dai. Nhìn nó có thể không đẹp mắt mấy nhưng mà ăn ngon thật. Nên biết thế làm mấy con cua nướng ăn nhỉ? Thôi, cá thôi, cua hầm đếch nữa. Ừ, cũng được. Anh ước đảo nhiều và mất vị nhớt, mất cái nhớt đi ăn chẳng ngon đấy. Nhớt nữa. Gắp vào nó phải nhớt ăn nó mới thơm, mới ngon. Cái này chấm ớt à? Ớt à? Đây ớt à? Chanh này. Ớt chanh. Đúng hơi nhạt thật đấy. Nhạt. Chấm tí. Chỗ này vâng, ăn bỏ lại đầu. Hay ăn cả đầu. Toàn trạch chửa thôi. Mùa này là mùa nó ấy mà. Mùa nó bắt đầu sinh sản. Ừ. Mùa cay gì nói chứ. Phải chả cay tí nào. Không cay á. Được rồi. Vừa hết rồi, cay rồi. Cay sạc hết rồi. Tí luôn cho mày chiến luôn một con đấy. Không phải cắt. Con đấy tặng chú luôn. À, tí cho bác ăn. Nhưng mà cái con luôn à, cái con cá chê con này, đây là cá chê con đấy chứ phải không? Cá chê con. Nhưng mà cá chê đồng thì nó không to như họ nuôi cái đâu, nó không con to. Con nó to thì bằng này này. Nó ác lắm đúng cái này. Ác lắm thì to bằng cái nắp này. Trước là có nhiều. Nhưng mà sao mình soi không thấy? Chắc nó phải có con mẹ chứ nhỉ? Có con mẹ. Tôi xuống bùn rồi. Thế à? Rúc rồi. Nó không nổi như con nhỏ này à? Này này mày sọc nó mới xuống. Thế à? Thế à? Nó nặn ở dưới bùn như lươn đấy. Con nếu mà con nó to bằng này này. Ừ. Trước thò ao thì trước nhiều lắm. Ước cần bắt về làm nộm. Có con vàng ươm á. Trên kia họ cấy xanh gì rồi. Mấy cả trong cái mạng kia có một đoạn người Tày mà đi vào đường dầu cấy xanh hết rồi. Nó đây tìm, ruộng nó chưa đây. Nơi. Ở đây có đám nào cấy chưa nhỉ? Ước nhỉ? Cũng có rồi anh ạ. Có rồi. Ừ. Ở nhà cấy hai mặt. Nó tùy nơi thôi mà. Như đây có nơi bây giờ còn vừa mới gặt đây anh. Như ở trên chỗ làng trên kia nó cấy nhá, là cấy thường ở đây nó trổ bông với kiểu nó do đất đấy nước đấy. Như kia thì nó chín nhanh hơn. Ừ. Làng trên kia cấy trước chưa. Nó chín muộn hơn. Đây cái nước nó thuận tiện đấy, nó chín nhanh lắm. Đất của nó. Ăn này như kiểu nó có vị bùn đấy nhở. Ừ. Anh không nghe đâu. Nhờ. Ăn nó có con nó sạn sạn. Nó như nhất. Không phải. Về sạn. Hả?
Chính ra cá cái này kể cả cái xương nó vậy. Cá này mà kể cả mình mổ ruột, kể cả mình mổ ruột nó vẫn có mùi hơi bùi bùn, mùi bùn nhá, vì nó rút có bùn mà. Ừ. Mà mùi bùn. Người ta nói cứt cá hơn lá rau mà. Đâu lá cá ngon đâu. Đấy. Ăn ăn cá là rau. Cứt cá. Không, thực ra thì mình phải chế biến món lạ lạ tí nó mới xem là nó thế nào không mới biết được. Hai mai số cua kia làm gỏi nhỉ. Ăn khi ổn đó. Gỏi cua á? Gỏi cua anh ăn gỏi cua ăn không không anh sợ. Anh là cái món món sống xít đấy là anh sợ lắm, kinh lắm. Anh không dám ăn à? Không, kể cả nộm cá nộm cái nọ làm đấy ngon. Gỏi cá anh không dám ăn luôn. Không. Anh Thắng là không ăn được đồ gỏi, không ăn đồ sống à. Trừ có chúng món tiết canh thì ăn được 1-2 miếng. Còn đâu là gỏi sống, thịt sống như là chịu. Ở trên này họ còn dạ sách, họ còn còn chấm tái ăn luôn. Chấm tái ăn luôn. À. Chấm ăn sống luôn. Dê giết đấy á? Châu bò á. Nhưng mà ẩm thực của người Tây nó không có, là chẳng qua ăn linh tinh thôi. Nhưng mà vẫn ăn được. Ừ. Nó nhúng với mẻ, nó giống như nước giấm vẫn ăn được. Ẩm thực người Tây làm gì có cái món ăn sống lòng liếc đấy, phải không? Không có đâu. Sách xiếc đầu út Thái lai đâu ra thế mình, cái món đấy là của người gì đó. Người dân tộc gì? Thái đấy, chắc là lai từ đấy. Thái chắc cũng không phải. Đấy, Thái chẳng có bọn nó kiểu nhiều cái thằng nó ăn tạp, bọn nó cứ chế ra. Dê Thái thì họ còn phải chọn đấy, chứ không phải là chỗ nào cũng xẻn ra được đâu. Thế à? Ở cái bụng bụng thôi phải không? Phần bụng với phần mỏng. Ăn dê ấy xong không dính nước. Không rót được nhỉ? Say rồi. Chán nhỉ? Đấy, cái này chén hết rồi nha anh em nhá. Đấy, ngon lắm. Bây giờ làm tiếp tục cái ấy kia nữa. Ăn trong phút mốt đã hết rồi. Mình ăn nhiều nhất. Cái này có con lươn to ấy. Con lươn to tí cho thằng Trường ăn. Chín chưa nhá? Chắc chắn không ấy? Phát này chắc chắn không ấy? Mùi than đỏ lửa ấy kìa. Đấy. Hết cá mà còn chưa hết bia nữa thì chết. Tí uống bia mì tôm. Đúng không? Đổ đây. Hả? Chín chưa? Còn anh có khá phải đổ hai đĩa đấy. Con này phải đủ hai đĩa. Ông Lam này hơi to. Con lươn to lắm. Đấy cứ có cục cũng mà đấy, ra đâu mà. Cẩn thận vỡ đĩa. Quả này chặt phết đấy. Đây đùa. Anh rùi chặt quá. Ừ. Nhưng mà tí nó ra là đấy, nó ra. Đấy. Ui giời, cái này mới đủ gia vị nhiều này. Ủa thơm. Ấy, đây là con đồng đồng cân cấn này. Đây, đúng con này luôn này. Đấy, con này này. Nó tịt nó ui. Đấy, con này là thuốc ấy. Con này này, có bảo là không biết là chữa bệnh gì đấy nhưng mà con cá đồng đồng đánh vào mạng biết mà. Anh nhắc đĩa. Đồng đồng cân cấn nhưng bây giờ hiếm lắm rồi. Ở đây nhiều lắm. Vâng. Ôi hôm nay. Nó bảo thuốc mà cẩn thận vỡ đĩa vỡ bát là đen lắm đấy. Đấy chắc là cố lên. Đúng rồi. Làm ra cứ thành thỏi thỏi. Ui giời. Lươn đứt nửa. Lươn đứt nửa. Ui giời ơi. Ngon tuyệt vời luôn. Ui giời hết gia vị rồi. Thoạn đến gia vị sao. Pháo. Ơ nó có hai lớp đấy. Nó hai lớp, một lớp gia vị xong rồi đấy. Còn nữa. Con lươn này chưa phải cuối cùng đâu. Như hết hay sao. Đâu còn. Còn một đoạn nữa. Cầm chắc nha. Đâu đâu để anh xoay nào. Còn hết rồi. Còn từ. Hết rồi. Hết. Y tế. Hết rồi. Còn nhưng mà mấy cái lá xả thôi. Ừ. Thế là hết rồi. Nhưng mà cái này mình ép chặt này. Này mới ngon. Đâu, anh Thắng anh chiến con cái đấy. Con lươn á. Ôi sổi. Thôi con lươn để đấy. Đoạn đấy này là cho đấy cho bác ăn thử đoạn nhỉ. Ừ. Chia mỗi người đoạn. Chia mỗi đoạn đi. Ừ. Em đoạn này nhá. Em đoạn này thử nhá. Chú làm đoạn. Cháu làm.
Đó. 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 Cái đầu phần đầu ấy đấy, hai đoạn như này. Anh Thắng làm một đoạn. Anh có vẻ nhìn có vẻ kích thích. Ngon lâu rồi. Cá chạch, ở cá lươn mà. Hình như có đoạn này ruột to lắm. Đoạn này họ nó rượt nhé bởi moi moi luôn moi lòng được mà. À đây 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 cái này là Thắng để moi moi đoạn ruột này ra. Rút được mà. Ủa cái đoạn này đúng dạ dày đó nè. Đây này. Rồi. Đấy, bỏ ra được. Đoạn này ông nào bảo ăn là ăn được cái này. Nhưng mà nhạt lắm. Đấy. Đấy cái này anh bảo nhạt mà. Em nhạt. chấm đi. Chấm cái này này. Đây này. Đây này. Nhạt phách luôn. Đó. Cái này phải bỏ đi nhá. Thơm lên. Không ăn được. Đây còn đây. Đấy. Còn cái này là bún vịt. Hả? Bún vịt á? Ừ. À. Con này chắc già lắm rồi ạ. Lươn già. Ngon lắm. Ừ. Thịt nó dai ngon thơm. Ừ. Cái đoạn đuôi ngon của nó nữa đâu nhỉ? Dư hết rồi. Chú ăn đi. Chú ăn đi. Ăn đi. Đây thử đoạn đuôi này. Ai da. Thơm dài. Ngon hơn chạch. Cảm nhận của anh như nào con này? Ngon. Ngon đấy. Ngon nhỉ? Ừ. Có khoảng 10 con lươn này thì tốt. Lươn này nướng lên cái con. Nhưng mà đây nhìn... cũng lươn phải không nhỉ? Nãy hình như được 2 con lươn nào á. Nhưng mà nhìn một con đấy. À. Nhưng mà nhìn nó không đẹp mắt mấy nhưng mà ăn ngon. Ừ. Đây này. Đoạn này này. Đấy. Rất là ngon luôn đấy. Kích thích tiêu hóa luôn này, con này. Đoạn này nhá. Ừ. Chấm đây. Nóng rồi luôn. Đó. Chấm nhá. Ngon luôn đấy. Rực rỡ này. Nào làm cái đi nhỉ anh nhỉ. Ừ. Làm tí bia đưa tanh. Chúc mừng chiến thắng đêm nay nhỉ. Ừ. Rô. Lùi lắm. Ngày xưa bé học cấp 2 cháu với cả thằng em cháu vẫn ở nhà đi soi này mà. Ừ. Nhưng bây giờ chỗ cháu hiếm lắm mà không còn nữa. Vào. Bố em muốn cơm nào cũng đi soi. Rảnh đi soi một tí nữa mà ngay gần đây. Rất là ngon. Đây này, cái đoạn này. Đoạn này ông nào ăn được mới tốt này. Đoạn cốt. Ừ. Đúng không? Dạ. Yeah. Như nó có ăn có ăn. Cái lòng của nó đây. Ừ. Gan. Lòng, đây là gan á? Gan ấy. Làm gì có gan đâu. Phải mà. Gan. To thì nó có trứng. Con trạch nào gần như có trứng. Thì như ở đang mùa sinh sản đấy. Mùa sinh sản nó. Thế à? Thế đáng nghĩa là mùa sinh sản là không nên bắt. Không. Phải không? Bắt thì... Nhưng mà mùa này mới bắt được nó thôi anh ạ. Thế à? Mùa khác không bắt được không? Ừ. Mùa khác tại sao không bắt được? Ừ. Hả? Mùa khác là... Nó chui xuống à? Nó chui xuống. Xong có bèo ấy. À, em mình không soi được đâu nha, là thấy lỗ của nó này chú dùng có nghĩa là nếu mùa đến, này là gặt và bừa rồi nếu mà đến mùa cấy thì anh em mình soi được. Ờ. Thì nó chẳng rút hết xuống ấy rồi còn gì nữa. Ừ. Ở dưới ruộng thì anh em mình sao mà lội vào và bắt được. Xong soi nói chung là soi không thấy nó mùa một năm chỉ được bên hai này mùa đặc hơn mùa à gặt, bên này gặt, ăn một gặt hai mùa gặt thôi. Mặn hơn à đủ gia vị hơn nhưng mà cái này đủ gia vị hơn gốm chó bên này hơi nhạt thôi đúng không. Nhưng mà ngon hơn, bên này ngon hơn bên kia. Ừ. Gia vị nó đều hơn. Ừ. Đấy. Đấy. Tuyệt vời luôn ạ.